c tỉnh giác lại nữa này các tỳ kheo khi đi tới hay đi lui vị tỳ kheo đi trong tỉnh giác khi nhìn tới trước hay nhìn hai bên vị ấy nhìn trong tỉnh giác khi co duỗi chân tay vị ấy co duỗi trong tỉnh giác khi mặt y trong khi mang y ngoài và khi mang bình bát vị ấy làm trong tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm vị ấy làm trong tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện vị ấy làm trong tỉnh giác khi đi đứng ngồi khi ngủ khi thức dậy khi nói năng hay giữ im lặng vị ấy làm trong tỉnh giác một tỉnh giác khi đi tới và đi lui trong phần này đức phật dạy bảy nhóm tỉnh giác nhóm thứ nhất là tỉnh giác trong việc đi tới và đi lui trong khi đi tới hoặc đi lui vị tỳ kheo đi trong tỉnh giác đi tới gọi là đi đi lui gọi là quay lại hai động tác này có thể được thấy trong cả bốn oai nghi trước tiên trong việc đi mang thân tới một vị trí ở phía trước mang thân đi tới gọi là đi tới quay lại từ chỗ đó quay trở lại gọi là đi lui và trong việc đứng chỉ đứng tại chỗ và khom người đến một vị trí ở phía trước gọi là đi tới và lui người lại phía sau kéo thân lui trở lại gọi là đi lui trong việc ngồi thì ngồi và chuyển dịch đến một vị trí ở trước gọi là đi tới và chuyển dịch lui lại hay dựa trở lại vào lưng ghế gọi là đi lui trong việc nằm xuống cũng giải thích tương tự vị tỳ kheo làm trong tỉnh giác có nghĩa là vị ấy làm mọi hành động trong sự tỉnh giác không bị quên người hành thiền chỉ thực hành tỉnh giác và không chỗ nào là không tỉnh giác dù đi tới hay đi lui. Có bốn loại tỉnh giác. Một, mục đích tỉnh giác. Sathaka Sampachanya. Hai, thích hợp tỉnh giác. Sapaya Sampachanya. Ba, hành xứ tỉnh giác. Gochara Sampachanya. Và bốn, bất si tỉnh giác. Asamoha Sampachanya. Trong bốn loại tỉnh giác này, mục đích tỉnh giác là hiểu rõ về sự hữu ích của một mục đích sau khi đã suy xét đến những gì đáng làm và không đáng làm với ý nghĩ đi có lợi ích gì hay không. Ngay khoảnh khắc, ý nghĩ đi sanh lên người hành thiền không đi liền theo tác động của ý nghĩ mà phải suy xét theo cách này trước trong nội dung này mục đích tỉnh giác là sự tăng trưởng theo pháp ở đây pháp có nghĩa là thiện pháp nó được thành tựu nhờ đi chiêm bái một tháp thờ xá lợi một cây bồ đề viếng thăm tăng chúng các bậc trưởng lão hay một nghĩa địa ở đây người chết được quăng bỏ để quán bất tịnh đó cũng có thể là một bộ xương hay những thứ tương tự. Chiêm bái một tháp thờ xá lợi, một cội bồ đề hay viếng thăm tăng chúng là để tạo ra sự hứng thú tâm linh và nhờ hành thiền trên sự suy yếu của niềm hứng thú đó, người ta có thể đạt đến thánh quả. Nhờ viếng thăm các bậc trưởng lão và nhờ được an lập trong sự chỉ dẫn của các vị, người ta có thể đạt đến thánh quả. Nhờ đến thăm một nơi, ở đây xác chết được quăng bỏ và nhờ thấy một tử thi và dùng đối tượng bất tịnh đó để tạo ra sơ thiền. Người ta có thể đạt đến thánh quả. Như vậy, sự viếng thăm những nơi này là mục đích tỉnh giác. Tuy nhiên, một số bậc thầy không chính thống nói tăng trưởng lợi lạc vật chất cũng là một mục đích. Vì một vài loại lợi lạc vật chất rất hữu ích cho đời phạm hạnh. Thích hợp tỉnh giác Sapaya nha là hiểu rõ về sự thích hợp sau khi đã suy xét những gì thích hợp những gì không. Chẳng hạn, việc viếng thăm một tháp thờ xá lợi có thể là hoàn toàn đúng mục đích. Nhưng khi một đại lễ cúng dường đến tháp thờ xá lợi được tổ chức. Đông người sẽ tụ hội, và nam thanh nữ tú đi đây đi đó giống như tranh vẽ. Trong đám đông ấy, tham có thể khởi lên nơi vị tỳ kheo vì một đối tượng hấp dẫn. Sân khởi lên với một đối tượng không hấp dẫn và si do thành kiến. Nếu sự tình là vậy, thì nơi đó sẽ không phải là nơi thích hợp nếu vị ấy liều phạm tội tà dâm hoặc nếu sự thanh tịnh của đời phạm hạnh có thể bị tổn hại thời một nơi như tháp thờ xá lợi ấy sẽ không còn thích hợp khi không có những sự hiểm nguy như vậy thì nó là nơi thích hợp thăm viếng tăng chúng là một mục đích xứng đáng nhưng khi có một buổi thuyết giảng suốt đêm ở trong chùa làng và có những đám đông tụ hội và người ta có thể gặp những điều tai hại theo cách đã nói ở trên thì nơi thuyết giảng đó không thích hợp để đi. Tất nhiên, nếu không có sự tổn hại thì người ta có thể đi đến chỗ ấy vì lúc đó nó sẽ là nơi thích hợp. Đối với việc viếng thăm các vị trưởng lão có đông đồ chúng đoanh vây thì sự thích hợp và không thích hợp cũng được quyết định theo cách vừa đề cập đến một nơi mà xác chết được người ta quăng bỏ để nhìn một tử thi quán bất tịnh là thích hợp để giải thích ý nghĩa của điều này câu chuyện sau đây đã được kể chuyện kể rằng một vị tỳ kheo nọ đi cùng với một chú sa di vào rừng để kiếm gỗ làm cây trà răng chú sa di tẻ khỏi con đường và đi đến một nơi nọ để kiếm gỗ. Tại đây chú thấy một tử thi. Vì chú đã từng hành thiền đề một bất tịnh Asufa Fawana và minh sát Vipassana trong một thời gian khá lâu, nên khi thấy tử thi, chú liền hành thiền trên đó và đắc sơ thiền. Giữa trên thiền này, chú quán các hành, bao gồm các pháp sơ thiền là vô thường, khổ và vô ngã. Chú chứng đắc ba thánh quả đầu, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Trong khi quán các hành, chú bắt lấy đề mục thiền để chứng A La Hán thánh quả. Do vị tỳ kheo trẻ không thấy chú Sa Di, vị ấy bèn gọi lớn lên. Chú Sa Di nghĩ như vậy từ ngày ta chọn sống đời không nhà xuất gia ta đã cố gắng không để bị gọi tới lần thứ hai bởi một vị tỳ kheo vì thế ta hãy để qua ngày hôm khác sẽ hành thiền quán thêm nữa để đắc a la hán thánh quả vậy nghĩ thế xong chú liền trả lời vị tỳ kheo có chuyện gì thế bạch đại đức hãy đến đây vị tỳ kheo nói và chú Sa di đi lại. Chú Sa di nói với vị tỳ kheo: "Bạch đại đức, trước tiên hãy theo đường này, rồi đứng quay mặt về hướng bắc, ngay chỗ mà khi nãy con đã đứng nhìn đấy." Vị tỳ kheo trẻ làm theo những chỉ dẫn của chú Sa di và đắc được đạo quả như vị Sa di đã đắc. Như vậy, cùng một tử thi đã đem lại lợi ích cho cả hai người. Với người nam, tự thi nữ là không thích hợp, và với người nữ, tự thi nam là không thích hợp. Nói chung, chỉ có tự thi của người cùng phái với mình là thích hợp. Lời tuyên bố này chỉ muốn nói đến việc quán bất tịnh như một đề tài thiền chỉ samatha. Còn khi nó được thực hành như một đề tài thiền minh sát vipassana, cả tự thi nam lẫn tự thi nữ đều có thể là đối tượng cho minh sát được. Chẳng hạn, trong khi Đức Phật dạy thiền bất tịnh với thi thể của kỹ nữ Sirima làm đề mục, những người nghe gồm đủ cả tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Tại sao một tử thi khác phái dùng như một đề tài thiền chỉ là không hợp? Khi một người hành thiền quán tử thi là bất tịnh, lên đến cận định thì hình ảnh của tử thi ấy sẽ trở thành tợ tướng Patifaga Nimitta Lúc bấy giờ hình ảnh của tử thi sẽ rất đẹp, giống như một người sau khi ăn xong nằm xuống ngủ một cách say sưa vậy. Vì nó đã trở nên đẹp, nên sự dính mắt hay tham ái có thể khởi lên trong tâm người hành thiền. Đó là lý do vì sao đối với thiền giả nam, tử thi nữ là không thích hợp, và đối với thiền giả nữ tử thi nam là không thích hợp vậy. Hiểu biết rõ những gì là thích hợp và những gì không thích hợp theo cách này gọi là thích hợp tỉnh giác. Sapaya sampacanya Thêm nữa, người đã hiểu rõ mục đích và sự thích hợp như vậy hành một trong 38 đề mục thiền trong khi đi khất thực thì được bảo là đang thực hành hành xứ tỉnh giác sampacanya có 40 đề mục thiền chỉ Samatha, nhưng ở đây chú giải chỉ nói có 38 đề mục. Tại sao? Bởi vì chú giải kết hợp Kasina ánh sáng, Aloka Kasina với Kasina trắng, Odata Kasina làm một, và Kasina hư không, Akasa Kasina với không vô biên xứ, Akasa Nanchayatana làm một vậy trong hành xứ tỉnh giác, chú giải nhấn mạnh đến thiền chỉ Samatha. Nhưng nếu quý vị đang hành thiền minh sát Vipassana, quý vị cũng có thể hành minh sát trong khi đi khất thực và khi đi khất thực trở về. Tại sao chú giải là giải thích hành xứ tỉnh giác chỉ cho thiền chỉ? Bởi vì tỉnh giác thứ tư, vô si tỉnh giác Asamohasampachanya, sẽ nói đến thiền minh sát. Để làm sáng tỏ hành xứ tỉnh giác này, chúng ta cần phải hiểu bốn loại tỳ kheo sau. Một vị tỳ kheo khi đi khất thực giữ đề một thiền của mình trên đường đi, nhưng trên đường trở về chùa thì không. Một vị khác không giữ đề một thiền trên đường đi, nhưng lại giữ trên đường về. Một vị khác trên đường đi không giữ đề một thiền và trên đường về cũng không. và trường hợp cuối cùng đó là loại tỳ kheo thứ tư giữ đề một thiền cả khi đi lẫn khi về. loại tỳ kheo này được gọi là người hoàn thành phận sự đi và về. gata paccagata watta. trong bốn loại này có một vị tỳ kheo nhất định sống như vậy. ban ngày vị ấy gột rửa tâm khỏi những triền cái nhờ hành thiền trên đường đi kinh hành và trong oai nghi ngồi. Ban đêm cũng vậy, trên đường đi kinh hành và trong oai nghi ngồi, vị ấy gột rửa các triền cái nhờ hành thiền trong canh đầu và canh cuối. Vị ấy chỉ ngủ ở canh giữa. Quý vị gột rửa tâm mình khỏi những triền cái như thế nào? Giả sử quý vị đang hành thiền niệm hơi thở anapanasati. Nếu quý vị thực hành thiền này một cách hệ thống, một ngày nào đó quý vị có thể thấy một tướng hơi thở nimitta quanh lỗ mũi của quý vị. Nếu quý vị có thể tập trung trên tướng đó trong hơn một giờ, lúc ấy Nimitta sẽ trở nên trắng giống như bông gòn. Nếu quý vị tập trung được trên tướng trắng ấy trong hơn một giờ, mỗi thời ngồi và trong vài ngày, nó sẽ trở thành trong suốt giống như một ngôi sao mai. Nimitta trong suốt này gọi là tợ tướng Patifaga Nimitta. Nếu quý vị tập trung tâm trên tợ tướng, quý vị sẽ đắc cận định Upachara Samadhi. Trong cận định, năm thiền chi không đủ mạnh và năng lực. Khi chúng mạnh và đầy năng lực, quý vị sẽ đạt đến an chỉ định Apana Samadhi. Trong cả hai giai đoạn, cận định và an chỉ định, năm triền cái đều vắng mặt. Đây là cách để quý vị gột rửa tâm khỏi năm triền cái. Vị tỳ kheo tôi vừa đề cập ở trên chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ ở canh giữa mỗi đêm. Như vậy, vị ấy có thể hành thiền 20 giờ một ngày để gột rửa tâm khỏi các triền cái. Trong một ngày quý vị hành được bao lâu? Những người giống như vị tỳ kheo này đã chứng đắc niết bàn nhờ nỗ lực tinh tấn một cách mãnh liệt quý vị nên cố gắng bắt chước tấm gương này hàng ngày vào lúc sáng sớm vị ấy thực hiện những phận sự của mình trên sân tháp thờ xá lợi phà cây bồ đề như quét dọn lau chùi tưới nước cho cây bồ đề đổ đầy nước uống và nước rửa vào các lu kế tiếp vị ấy làm những bổn phận đối với thầy tổ sau đó sau khi đã vệ sinh thân thể vị ấy đi vào chỗ trú ngụ và hành đề mục thiền của mình khi đến giờ khất thực vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy lấy bát và y chỉ giữ đề mục thiền của mình là chính trong tâm vị ấy rời nơi trú ngụ chỉ tác ý đến đề mục thiền với người hành thiền chỉ hay thiền định có hai loại đề mục thiền một đề mục thiền thường dùng Parihariya Kamathana hay đề một thiền gốc mulakamathana và hai đề một thiền bắt buộc Sapataka kamathana. Như vậy, đối với những người hành thiền ở đây, đề một thiền thường dùng của họ là Anapanasati, niệm hơi thở. Và đối với một số người hành thiền khác thì nó là thiền tứ đại. Còn về đề một thiền bắt buộc có bốn loại, Buddha Nusati, niệm ân đức Phật, Marana Nusati niệm sự chết Asufa Fawana thiền quán bất tịnh Meta Fawana, thiền tâm từ để tăng trưởng đức tin để tịnh hóa tâm và để bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy bên ngoài quý vị nên niệm tưởng những ân đức của Phật khi tâm chậm chạp lừ đừ lúc đang hành thiền quý vị nên hành niệm sự chết để loại trừ sự lười biếng và để đề khởi ý thức về sự kinh cảm. Để loại trừ tham ái, quý vị phải hành thiền quán bất tịnh, tức quán tử thi bên ngoài hay quán 32 thân phần bên trong là bất tịnh. Để loại trừ sân hận cũng như để bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy bên ngoài, quý vị nên hành thiền tâm từ. Bốn loại đề một thiền này bảo vệ người ta khỏi những hiểm nguy bên trong cũng như bên ngoài. Vì thế mọi người hành thiền đều phải thực hành chúng. Đó là lý do vì sao bốn đề mục ấy được gọi là đề mục thiền bắt buộc hay bốn đề mục thiền bảo hộ. Chaturarakha Kamathana Vậy tỳ kheo, đề cập ở trên lúc này, đang hành một trong những đề mục thiền chỉ Samatha như đề tài thiền thường dùng của mình. Nếu thiền của vị ấy là niệm tưởng ân Đức Phật, vị ấy không cần phải bỏ thiền của mình qua một bên khi đi đến tháp xá lợi. Nhưng nếu thiền của vị ấy là một đề mục nào đó khác hơn niệm ân Đức Phật, vị ấy nên để qua một bên thiền của mình, như thể nó là món hàng mang trên tay khi đứng dưới chân cầu thang dẫn lên sân bảo tháp. Vị ấy có được niềm hoan hỷ xuất phát từ hình ảnh Đức Phật như một đề tài thiền và đi lên cầu thang nếu tháp xá lợi lớn thì khi nhiễu quanh nó ba vòng theo chiều kim đồng hồ vị tỳ kheo nên lễ bái ở bốn chỗ nếu tháp nhỏ thì vị ấy nên lễ bái ở tám chỗ khi nhiễu quanh đó ba vòng theo chiều kim đồng hồ lễ bái tháp xá lợi xong vị tỳ kheo đi đến cây bồ đề vị ấy phải chọn một thái độ khiêm tốn nhất để đảnh lễ cây Bồ đề, như thể vị ấy đang ở trước sự hiện diện của Đức Phật, đấng đại giác Thế Tôn. Sau khi đã lễ bái tháp xá lợi và cây Bồ đề, theo cách này xong, vị ấy đi xuống dưới chân cầu thang, chỗ vị ấy đã đặt qua một bên đề một thiền thường dùng của mình. Tại đó, vị ấy lấy lại đề một thiền mà vị ấy đã đặt qua một bên lúc trước và đắp lại y rồi vị ấy đi vào làng để khất thực với đề mục thiền trong tâm. Thiện tính, trong thấy vị tỳ kheo và nói, Đại đức của chúng ta đã đến. Họ đi về phía trước để gặp vị tỳ kheo, đón lấy bình bát và dẫn vị ấy đến khách xá hay một căn nhà nào đó. Kế, họ dọn một chỗ ngồi và dâng cháo sữa cho vị ấy. Sau đó, họ rửa chân và thoa dầu vào chân cho vị ấy. Và trong khi chờ đợi dọn cơm, họ ngồi trước mặt vị ấy và hỏi những câu hỏi hoặc muốn được nghe vị ấy thuyết pháp thăm mắt. Cho dù người ta không thỉnh vị ấy thuyết pháp, vị tỳ kheo cũng nên thuyết cho họ một thời pháp để giúp đỡ họ. Đây là bổn phận của một vị tỳ kheo vị tỳ kheo sẽ giảng giải pháp với ý nghĩ nếu ta không giảng giải pháp cho họ thì ai sẽ là người giảng tuy nhiên một thời giảng pháp không bao giờ được tách trời khỏi thiền thuyết pháp với tâm thiền do đó sau khi giảng pháp với thiền là chính trong tâm vị ấy thọ nhận vật thực cũng với tâm thiền rồi vị ấy rời làng với những thiện tính đi theo dù vị ấy đã yêu cầu họ đừng đi theo mình. Sau khi những người đi theo quay trở lại, vị ấy chọn con đường đi về nơi trú ngụ của mình. Trên đường đi, các vị sa di và tỳ kheo trẻ, sau khi đã thọ thực ở bên ngoài làng và rời làng sớm hơn vị tỳ kheo này nhìn thấy vị ấy. Họ đi thẳng đến để gặp vị ấy và nhận lấy y và bình bát của Ngài người ta nói rằng các vị tỳ kheo thuở xưa làm phận sự mang dùm y và bác này không cần nhìn vào mặt của vị tỳ kheo đang trở về ấy. Họ nghĩ đây là thầy tế độ hay thầy của ta. Dù rằng không biết vị ấy có thật sự là thầy tế độ hay thầy của họ hay không. Ngày xưa, họ làm phận sự này theo giới hạn đến. Khi vị tỳ kheo trưởng lão đến, vị nhỏ hạ hơn thực hiện phận sự này mà không cần phải nhìn xem vị trưởng lão ấy là ai các vị sa di và tỳ kheo trẻ ấy hỏi vị trưởng lão bạch đại đức những người này là ai và có liên hệ với ngài như thế nào ạ à? có phải họ là thân bằng quyến thuộc của cha mẹ ngài không vị trưởng lão hỏi do thấy điều gì khiến các vị phải hỏi câu hỏi này họ trả lời sự thương mến và kính trọng của họ đối với ngài nghe thế vị trưởng lão nói này chưa hiền những người này đã cho chúng ta những gì mà ngay cả các bậc cha mẹ cũng thấy khó làm chúng ta có được y và bác là nhờ họ chính nhờ những người này mà chúng ta biết không có sự sợ hãi nơi những điều nguy hiểm và biết không có sự thiếu thốn thực phẩm trong một nạn đói không có người nào giúp ích cho chúng ta nhiều như những người này đâu vị ấy thường nói tốt về những thiện tính này như vậy vị tỳ kheo này là một thí dụ cho một người hành thiền giữ đề mục thiền của mình khi rời nơi trú ngụ nhưng không giữ nó khi trở về khi trở về khi trở về